Ơi, hello, xin chào toàn thể anh em thợ máy. Hello, xin chào cả nhà nhá. Anh em bổ cho quả sẻ mặn lên nào. Đây, 50 người thì toàn sẽ hướng dẫn anh em đọc sơ đồ một chút xíu. 6 người tăng tốc lên. Ở đây là con Aber Lux. Để từ 23 cho tới 25. Rồi, xin chào nhà xe Ngọc Văn. Chúng ta bổ cho quả sẻ, chia sẻ mặn like lên ạ. Rồi, xin chào anh Tanto Moto. Mặn lên. Đúng không ạ? 8 người chúng ta để bộ tăng tốc và thì Tuấn sẽ vẽ cho anh em một cái sơ đồ chơi vui. Bút đây ạ. Thử xem tay ga thì Tuấn có vẽ được sơ đồ điện một chút xíu không nha. Rồi, mặn lên. Ê, đêm nay ok đi. Và thì Tuấn sẽ chia sẻ cho anh em ở cái sai ở cái sơ đồ, nó sai ở chỗ nào hay là đúng thì anh em bổ quả sẻ nha. Hôm nay lại mượn Facebook của anh em học viên chia sẻ tiếp. Cái này thì nữa mình sẽ chia sẻ anh em đọc cái khúc này và cầu chì nó hay cháy ở đoạn nào, đúng không? Cái này chia sẻ cho anh em con AB2010 đi. Khi mất điện đi cho nó dễ trước. Tí mình sẽ vẽ một cái anh em mà công nhận đúng hay là sai. Hai ba điện thoại đang để đây này. Quá trời điện thoại luôn, em thấy không? Đang bị chặn like. Bổ cho quả sẻ. Hai mọi người chơi. Mặn tay lên anh em ơi. Nhiều anh em đang xem live bổ cho quả sẻ. Thiết xe máy bổ quả sẻ, nhiều anh em đang livestream bổ cho quả sẻ, cho anh em vào xem nhiều đúng không ạ? Chúng ta tăng anh em vào, tăng anh em vào nhiều. Ok.
50 người chơi thì Tuấn sẽ demo. Hết sang à? Ừ. Sang thì sang sẽ rút ra. Hê hê. Anh em 50 người chơi đi ạ. Chúng ta bổ cho quả sẻ nhá. Thì Tuấn sẽ dùng Facebook của Thì Tuấn kìa ta. Chúng ta demo mặn lên. Tắt cái ballad cho khỏi chói. Rồi, ok. Nếu anh em nào không theo được thì chúng ta sẽ bấm vào chữ theo dõi dùm. Đây, chúng ta sẽ bấm vào cái chuông này, theo dõi dùm nha. Rồi, ví dụ anh em đang xem ở đây thì anh em chỉ cần bấm vào đây. Đây. Rồi, ok. Đó. Rồi, 50 người, 28 người, chúng ta demo thêm một chút xíu nữa. Chơi mặn bộ quả sẻ bán này luôn. Thì anh em vui lòng để ở trạng thái điện thoại nghiêng thế này, ngang, để chúng ta soi coi được những cái sơ đồ này nó nét hơn. 50 người thì Tuấn sẽ chơi bổ quả sẻ cho anh em đọc sơ đồ mặt điện và đồng thời sẽ vẽ luôn coi có đúng hay là sai không, đúng không? 33 người demo lên ạ. Đây anh em chỉ cần nhấn này chia sẻ này đó, đang xem đúng không, nhóm yêu thích nhất. Tuấn sẽ chia sẻ khoảng 4 nhóm. 1 2 3 4 5 6 7 chẳng hạn như vậy. Chơi hết ơi. Ok rồi. Thơ Hoài chưa ngủ anh trai, em nóng quá đây. Rồi 41 người, 9 người nữa anh em bổ cho quả sẻ. Tuấn sẽ hướng dẫn anh em đọc sơ đồ. Hôm nay trời hơi tối nha, chịu khó đọc cái này một chút xíu. Ok. Năm mươi người mặn tay lên nào, mặn tay chúng ta like mặn lên. Lại tụt rồi. Cái này là một con Avalax đời đầu của FI nhá. Cái này gọi là đời đầu của FI. Đấy. 2010 đời đầu của FI nhá. Ok. 50 người đây nè, anh em chia sẻ em cố gắng 2-3 nhóm đi. 6 người nữa thôi là xong mà, có gì đâu. Nhấn một like chia sẻ một cái là xong. Và tôi xin lỗi đêm đã khuya và làm phiền anh em. Phiền anh em một chút xíu. Rồi, để hướng dẫn cho anh em đọc sơ đồ. Sau này sẽ lên là Abad và đồng thời sẽ là chạy trên máy tính. Chỉ cần chuột chạy tới đâu thì anh em sẽ đọc tới đấy. Bật lên, sáng rồi nha. Vẫn được coi, coi có nét không. Kiểm tra cái điện thoại của mình coi nét không rồi đó. 5 người nữa thôi. Chúng ta bổ cho quả sẻ đi. Bố 19 người, một người nữa thôi. Ừ, ok, cực nét đấy. Rồi, cực nét, cực nét, cực nét, cực nét. Rồi, nét mà, điện thoại mình nét. Ôi, ôi, quá tuyệt vời luôn. Ê, ok, ok. 57 người, ôi trời, cái này lên 100 người luôn. Lên 100 người, chúng ta bổ cho quả sẻ. Mặn lên ạ, ồ, để led sáng. 58 người. 58 người nhá. Ok.
Đầu tiên Tuấn xin phép nhé anh em cái comment một cái. Ví dụ như một cái sơ đồ này, hoặc là trên tất cả app, cái chân này đánh mũi tên quay trở lại đúng không ạ? Theo anh em có sai hay không? Đây, chân này sẽ là chân 33. Nó hơi bị mờ, vẽ lên chút. Rồi, ok. Theo anh em từ rờ le khởi động, nó chỉ mũi tên này vào, có đây có phải mũi tên không ạ? Cho cam nét xuống một tí. Theo anh em mình thợ sửa xe máy, kể cả Đình Tuấn vậy thôi, chúng ta là toàn là đại học chữ to, nói chung là toàn là ngu cả. Theo anh em một cái sơ đồ vẽ cái mũi tên quay vào đây chân 33 relay, thì anh em bảo đúng hay là sai, cho cái comment. Để xem comment anh em trên này đã. Từ từ. Rồi, theo anh em bảo đúng hay là sai, tôi sẽ đọc cái comment ở đây luôn. 61 người, 62 người, chúng ta bổ cho quả sẻ. Theo anh em ở đây là đúng hay là sai ạ? Cái này có phải mũi tên không? Hay là con iOS? Đúng hay là sai? Để người diễn tiếp tục vào chân 33 khối điều khiển IC. Trời ơi, comment đây, từ rờ le khởi động, ở đây là người ta chỉ mũi tên rồi, phải vào chân 33 không? Đây, 33 này. Đúng hay là sai? Đúng à? Rồi. Trời ơi, đúng. Anh Huỳnh Văn Tân gọi là đúng. Rồi, anh em nào bảo đúng hay là sai? Từ rờ le khởi động chạy vào chân 33. Còn cái này từ chân trống đúng không ạ? Chạy ra. Rồi, từ khối điều khiển SM chạy ra công tắc thì chống nghiêng. Hỏng. Rồi, anh Huỳnh Văn Tân bảo đúng. Đúng hay là sai? Hay là do chúng ta không hiểu, sơ đồ người ta vẽ đúng, chúng ta lại không biết đọc. Đúng hay là sai? Gia Huy hóng, hóng mạnh lên. Rồi, sẽ vẽ nhẹ anh em ở đây một phát cho nó phê. Được không? 12V nè. Sit top. Sit top là tay rồi đấy. Rồi, nó sẽ chạy đi đâu? Một con xe AB này. Rồi, 12V từ sit top bắn mũi tên cho nó gọi là đến nút đề luôn đi, đến nút đề. Ê, đúng không? Ok. Có anh em nào đúng hay sai nhá. Sau 12V từ nút đề tiếp tục xỉa mũi tên. 12V mà, vẫn là 12V. Bởi vì nó vào 12V thì đương nhiên nó phải ra là 12V. Xong chỉ mũi tên đến tiếp tục đến IC mở ngoặc ECM cho anh em dễ hiểu, ECM đóng ngoặc. Rồi, được chưa? Hello. Rồi, tiếp tục từ ECM sẽ đi đâu? Đi đâu à? Đi đâu? Từ ECM sẽ đi đâu? Relay. Rồi, nhưng cái này là gì? Cấp gì ạ? Đến IC, IC đến relay là cấp gì? Cấp mát. Được, người nôm na ngu như Tiến Tuấn chỉ biết là cấp mát thôi. Xong đóng tiếp điểm để phịch phịch. Đây là mũi tên Tiến Tuấn sẽ chỉ đi. Rồi, nhưng trong sơ đồ người ta sẽ chỉ là từ relay nữa. Nó quay ra. Rồi, Đình Tuấn đang băn khoăn ở đây là chia sẻ cho anh em cái mũi tên Đình Tuấn vẽ sẽ là tới rơ le, nhưng người ta lại vẽ từ rơ le đi ra, thì không biết là đúng hay là sai.
sai hay là đúng. Đây, mặt sơ đồ địa người ta vẽ nhá, mặt sơ đồ điện ơi, thiên hạ vẽ đấy. Ok, vờ e vẽ ngã vẽ đấy. Còn cái này là tay ga Điện Tuấn vẽ, đúng hay là sai? Tay ga Điện Tuấn vẽ, đúng hay là sai? Đấy. Rờ le đây, rờ le người ta nói là rờ le bốn chân trên AB mà. Ông Thức Nguyễn tầm bệnh tầm bạ. Đấy, rờ le bốn chân. Nó chỉ là cuộn dây và đóng tiếp điểm thôi, cuộn dây tùy chọn, tiếp điểm tùy chọn. Yeah, ok. Thì anh em bảo cái nào đúng ạ? Cái mũi tên chỉ vào rờ le, anh em comment đúng hay là sai? Và từ rờ le đi ra sai hay là đúng, comment đúng chưa? 12V stop đến nút đề thì đương nhiên nút đề sẽ đến ECM sẽ là 12V. Sau từ ECM đến rờ le chỉ mũi tên như thế này hay là mũi tên quay lại? Ôi giời ơi, lại bảo anh Toàn về đúng. Ok, nóng rồi, nóng trong người, uống trà thảo mộc đập tờ thán. Ui trời, trăm người đi, trăm người lại có phim hay. Rồi hôm nay thì Tuấn mượn Facebook của anh em này thôi. Ôi anh em này hôm nay đỏ, Facebook đỏ ghê. Rồi theo anh em cái này đúng hay là sai? Điện thoại Điện Tuấn ở đây nó rất nhiều. À, điện thoại Điện Tuấn thì không có nhiều. Rồi 3 phát 4 phát anh em chuẩn bị có phim hay. Kế tiếp sẽ tất cả sẽ có một cái nhóm, Điện Tuấn sẽ giải quyết tất cả cái sơ đồ mặt điện cho anh em trên dòng Honda. Rồi ok, 3 4 ok được chưa? Rồi 5 cái hay đúng hay là sai, tiếp tục theo dõi cái đã. Ok, bổ cho quả sẻ 100 người chơi không ạ? À? 76 người tụt like, 77 người đúng không? Đang 100 người lại là xuống. Đúng hay là sai? Cái này thì Tuấn vẽ từ IC cấp mát cho rờ le chỉ mũi tên như thế này, hay là từ rờ le đi ra mũi tên như thế này, thì anh em bổ cho quả sẻ. Chúng ta gọi là dân sửa xe, dân ngu đi. Anh em chơi với Tiến Tuấn là chỉ là ngu thôi. Này, bởi vì Điện Tuấn ngu thì anh em mới chơi. Đấy, mũi tên xỉa, mũi tên. Đấy, thì đa số người ngu mới chơi với tay ga Điện Tuấn thôi. Người khôn người ta không chơi. Thì Điện Tuấn chỉ biết là như thế này. Đấy, ok. Điện Tuấn chỉ còn biết là một con xe khởi động trên con xe AB nó hoạt động như thế này. 12V. Ê, chúng ta sẽ chỉ nốt mũi tên. Rồi, cho mũi tên nó đi vào đây, sit top. Mũi tên đến nút đề, nút đề 12V đến IC. Ê, nhờ chúng ta gọi là gì? Chúng ta lại không hiểu là ECM là gì, thì chúng ta ghi là IC và ECM mở đóng ngoặc. Ê, chỉ mũi tên đến relay hay là từ relay đến IC. Ê, ok, anh Tuấn vẽ đúng. Ê, chỉ có thằng đạo chào màu này nói chuẩn, còn anh em khác chẳng thể coi comment. Buồn ghê, lại tụt like 73 người. Được chưa? Chúng ta bổ mặn cho quả sẻ thì anh em hãy đăng ký vào cái nhóm Facebook fanpage. Thì anh em sẽ sau này sẽ hưởng tất cả rất nhiều cái sơ đồ mặt điện. Kế tiếp Tuấn sẽ vẽ ra nhiều hơn nữa để bán, bán cho anh em nó phê. Vẽ như thế này anh em tại sao lại không hiểu? Rồi, tất cả trong sơ đồ như thế này thì anh em vẽ cái này hình hài là cái mũi tên. Đây Tuấn lấy sơ đồ của người ta luôn, Tuấn không muốn chỉnh. Ở đây là con iốt hay là mũi tên? Theo anh em cái hình tượng như thế này
nó sẽ là iốt hay là mũi tên. Nếu sai thì Tiến Tuấn bị tập bậy. Bởi vì Tiến Tuấn không biết đọc sơ đồ, chỉ cần biết ở đây là cái mũi tên hay là con iốt. Ok, chắc là iốt, ghi chữ i, iốt. Ok, hoặc là iốt, chắc ở trong mặt này thì sẽ không có iốt rồi, đúng không? Nó chỉ là mũi tên đi vào và đi ra. Mũi tên, ê chà, sao anh Ánh Lê biết là mũi tên nhỉ? Thằng Trần Quốc Dũng nó bảo chào anh em, tam mau em về tới nhà rồi, nó đi winner về tới nhà rồi. Rồi, ok không? Xin phép tất cả những anh em 74 người đang xem ở đây, theo cái sơ đồ này vẽ iốt hay là mũi tên. Một lần nữa, xin chào anh xe máy Ali. Được chưa? Hình mũi tên kia kaka. Rồi, ok. Kế tiếp, tôi vẽ một cái cảm biến gốc trên xe SCR cho anh em sai có đúng hay là không. Nếu sai thì ngày mai tôi sẽ tặng 1.000 người anh em học online free và miễn phí. Được chưa? Tôi vẽ rất đẹp. Tôi vẽ y xì con cảm biến góc luôn, nhưng cái bút nó bị tòe. Cảm biến góc SCR cho anh em dễ hiểu. Được chưa? Và tôi sẽ đưa cam lên cho cả nhà xem. Ở đây sẽ là con rele 4 chân, ở đây nó sẽ là tiếp điểm. Tôi sẽ vẽ ở đây là cuộn dây. Và cuộn dây sẽ là gì? Sẽ là 12V. 12V tôi xỉa mũi tên vào đây, thì đương nhiên ở đây cuộn dây nó sẽ trở mát từ cảm biến góc nghiêng. Nếu tôi vẽ như vậy có sai không? Sai hay là đúng? 12V chạy vào cảm biến góc trên SCR, mát sườn chạy vào cảm biến góc, nuôi cảm biến góc, và từ cảm biến góc sẽ xỉa mũi tên đi lên cuộn dây. Sai hay là đúng? Ok, sai. Đúng. Chúng ta chọn A là sai, B là đúng. Chúng ta chỉ cần comment A hay là B. Ok. Nếu Điền Tuấn vẽ một sơ đồ như thế này, A anh em chọn là sai, B là đúng, chỉ cần A và B. Được chưa? Đó là cảm biến góc nghiêng SCR B. Ấy trời ơi, lại đúng. Chết rồi, vỡ mồm rồi. Đây, anh Trần Văn Minh, anh đừng có bảo là B, anh đừng đi theo tôi nhiều, bởi vì chưa chắc tôi đã giỏi. A, Đỗ Thiêm bảo là A. Rồi, có một người đã bảo là A. A, ôi rồi C. Tay ga Xuân Dần tầm mau. Ở trong này tôi có C không? Comment lịch sự tí, không là chặn Facebook ngay. Ở trong này Điền Tuấn chỉ bảo A và B. Ông tay ga Xuân Dần bảo là C. C ở đâu ra? Vớ vẩn, tầm bệnh tầm bạ không? Comment cho nó đúng. Thì Tuấn xin phép, Tuấn vẽ cái cảm biến góc nghiêng như này, thì anh em bảo đúng hay là sai. Trần Văn Minh đừng có tin Điền Tuấn quá, tầm bậy tầm bạ không, sai vỡ mồm. Sai hay là đúng? A hay là B? Chọn. Ok, chọn A hay là B. À ok, anh Tay Ga Xuân Dần em mới vào nên lộn anh ơi. Ok, thì em xin phép anh Tay Ga Xuân Dần nhá. Anh em mình tình nghĩa, anh em có chắc bền lâu. Anh comment cho em A hay là B. Ê, trời ơi. Đấy, A hay là B. Ông Thức Nguyễn, ông bảo là A. Rồi, em xin phép anh Tay Ga Xuân Dần. Rồi, anh Dũng Nguyên bảo là A. Rồi, chốt B. Trời, Đỗ Thiêm, anh lại bảo là B. Anh đi theo số đông à? Anh Trần Trưởng, anh bảo cái cảm biến góc nghiêng nó hoạt động như thế này, đúng hay là sai? A hay là B? A hay B? Bổ cho quả sẻ. A hay B? B hay là A? Anh Mô Tô Tuấn Thảo, hy vọng anh em ở trong này chúng ta chia sẻ kinh nghiệm.
Để thì Tuấn chọn tất cả sơ đồ mặt điện sẽ dạy anh em free. Em chưa biết cái đó là cái gì. Tay ga xuân dần anh em vào bộ quả sẻ. Tam mau. Tam mau tay ga xuân dần vẽ cảm biến gốc SCR ở mình gốc nghiêng cho tay ga xuân dần nó biết. Ok. Được chưa? Cho anh tay ga xuân dần anh biết cảm biến gốc nghiêng. Nghiêng ngả. Nghiêng SCR sửa lại phát. Hơi bị bè chữ chữ to mà chữ to đại học chữ to đấy đại học chữ to chữ to to là cái to. Ok, đại học chữ to vẽ sơ đồ trên cảm biến gốc. Cái này tôi bảo anh em ở trong này comment giùm tôi đúng hay là sai, sai hay là đúng, A hay là B, chọn giùm tôi. Đại học chữ to, chữ đẹp quá, đại học chữ to, đại học chữ to vẽ cặp biến gốc. Ok. Đời chỉ là thế thôi. Mà bây giờ tôi xin phép anh tay ga xuân dần, tôi hỏi một lần nữa, tôi hỏi rất là tình nghĩa anh em, anh chọn A hay là B? Tình nghĩa anh em ở đêm nay là A hay là B? Em xin phép anh tay ga xuân dần không ạ? Em thường hôm nay tình nghĩa anh em, ông nhìn cái sơ đồ tôi vẽ ở đây mà mát nè, chạy vào cảm biến gốc 12V, tôi chỉa cái mũi tên vào cảm biến gốc và từ cảm biến gốc chỉa mũi tên lên relay, đúng hay là sai? À, ok. Trương Bùi em comment cho anh rồi phát. Tất cả anh em mình cùng tay ga thì Tuấn cùng ngu phát, chọn A hay chọn B? Đi chưa? Rồi. Đó. Tôi hỏi thêm một lần nữa, tôi giải thích cho anh cái ga xuân dần và tất cả anh em khác, mát đưa vào cảm biến gốc, 12V đưa vào cung cấp cảm biến gốc và từ cảm biến gốc xỉa mũi tên đi lên hay là đi xuống? À. Ê. A là sai, B là đúng, úp B, B B. Cuba đăng, anh bảo A. Đào chào màu, anh bảo B. Rồi, Cuba đăng bảo A. Ở trong này ai cũng bảo B nhiều thế nhỉ? 80% ở trong này là B lại sai vỡ mồm hết thì cũng có. Vẽ đẹp không? Cảm biến góc, y xì con cảm biến góc. Vẽ ba đồ đây ra, quá phê rồi, còn cần ghi màu nữa không? Cần ghi màu màu gì nữa không? Đấy, nó sẽ là xanh lá, nó sẽ là đen hoặc là đen sọc trắng. Đấy, còn dây này đỏ, đỏ sọc vàng nhá. Đi lên bổ cho quả sẻ, like mặn like tim đâu, tim đâu, tim đâu, tim đâu. Ok, chán lắm thôi. Chuẩn bị sẽ có một quyển tài liệu 100 trang về tất cả ban bận FI, hướng dẫn anh em bắt bận cô lập cảm biến sẽ có bao nhiêu bước. 1, 2, 3. Bước đầu tiên anh em kiểm tra như thế nào, bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư, bước thứ năm, tất cả đều được ghi trong quyển tài liệu kế tiếp 100 trang. Xe này hay bị vấn đề gì? Kiểm tra điện bao pha, dùng đồng hồ đo ở trạng thái A C. Ok, là xoay chiều. Ở đo ba pha nó phải như nào là chuẩn, đo xoay cơ B xoay chiều thế nào là chuẩn. Chuẩn bị có quyển tài liệu ra 100 trang. Ok 100 trang. Ánh lê lại là A. Sao cứ chọn A và chọn B nhiều thế nhở? A là đúng, A là sai hả? A là đúng, A là sai, B là đúng chứ. Trời ơi, B đúng, đúng B, sai A. Người ta bảo anh em chọn sai là A, đúng là B. Cái mặt này là đúng này. Đấy. A là đúng là sai đúng không? A là sai chứ. Chứ ăn trúc đào.
sai, vậy mặt tiện này vẽ sai, đúng không? Rồi a đúng không, mặt tiện vẽ bị sai đúng không, mặt điện vẽ bị sai. Ok, đó đây a này, mặt tiện vẽ bị sai. Nếu mặt này sai hay là đúng, anh chúc nào anh comment là a là đúng, a là sai, b là đúng, chứ đúng mà đúng. Rồi cho anh em dễ hiểu, đúng này. Ui đúng xíu nữa ngoài rồi. Bây giờ xin phép anh em, cái mặt này vẽ sai hay là đúng? B là đúng. Sao nhiều người chọn B, ít người chọn A đấy nhở? A là đúng. À, mặt này vẽ sai hay là phải vẽ mũi tên quay lại hả? Rồi cảm biến góc này cấp mát cho mắt sườn hả? Rồi 12V từ cảm biến góc cấp ra hả? Anh Lê, A là sai. Vậy anh Lê giải thích, vậy cảm biến góc sẽ cấp mát cho sườn hay sao? Rồi từ rờ le này sẽ cấp mát cho cảm biến góc hay sao? Là tín hiệu ấy. Rồi 12V này từ cảm biến góc cấp cho 12V ra xe hay sao? Hay là 12V đi vào cảm biến góc, hay là mát sườn đi vào cảm biến góc, và cuối cùng tín hiệu sẽ là dập mát cho rờ le. Anh Lê trả lời giùm em, vậy mặt này ta bị sai, sai nó không lấy mát sườn đi vào mà nó phải lấy từ mát sườn đi ra đúng không, hay là cảm biến góc, nó cảm biến góc sẽ cấp ra mát sườn hay là dập mát cho mát sườn? Ờ, đây là vẽ mũi tên, tôi đang vẽ mũi tên là mát đi vào đây đấy, mát đi vào xỉa mũi tên này nhá. Đấy. Đây đi lên nè, 12V đi vào hay là từ cảm biến góc đi ra, và cuối cùng nó sẽ là con relay. 12V đi vào đây nó phải cần mát hay là đi xuống? Anh Thức Nguyễn, anh bảo A là sai chứ em bảo B là đúng mà, tại sao ở đây anh em đọc sơ đồ bèo thế nhở? Anh Thức Nguyễn, anh bảo chọn A là sai, cái sơ đồ này sai mới đúng. Em bảo ở đây này sai là A, A sai hay là đúng B, là B đúng đấy. Em viết ngược lại cho anh em dễ phê, chứ bình thường em bảo B là đúng, A là sai thì anh em có thể chọn. Vậy cái mặt tiện này bịp vẫn vẽ sai. Ok, vậy ngày mai em sẽ tặng cho anh Thức Nguyễn một bộ tài liệu mới do sơ đồ này em vẽ sai. Anh Lê ngày mai nổ địa chỉ Đình Tuấn vẽ sơ đồ này bị sai, còn tất cả anh em B sai hết. Rồi bổ cho quả sẻ phát nữa xong vấn đề này. Bitch FI đang nóng đấy, anh em cố gắng vào theo dõi và theo dõi nhiều lên, mặt tiện còn vẽ tới đó là hết. Ok, rồi có rất nhiều anh em ở đây đang gặp sai về vấn đề này. Nếu mỗi ngày anh em bật khóa điện lên là công tắc máy, không có điện toàn thành phố ở đồng hồ tắp lô, riêng cái dòng A Black 2010 này thì anh em phải kiểm tra bình điện là số 1, đúng không? Nó hư cha rồi, nó không còn tí điện nào nữa, số 1. Cầu chì nó sẽ là số 2, và đặc biệt là cục sạc là tiết chế chỉnh lưu nó sẽ là số 3. Rồi mũi tên sẽ đánh đi xuống, nó mới gọi là đúng quy luật. Còn ông nào vẽ mũi tên đi lên thì Đình Tuấn xin phép thua. Rồi thì đương nhiên nó sẽ 12V sẽ đi qua cầu chì 15A
và đồng thời sẽ vào thiết chế chỉnh lưu. Và thiết chế chỉnh lưu nó đơn giản như cái công tắc đấy, xong nó sẽ đi lên là trước ổ khóa. R sạc V kép nó sẽ là đỏ sọc trắng, và đồng thời nó sẽ ra cái công tắc máy trước khóa, nó sẽ là đỏ sọc đen. Thì ở đây tất cả bằng ký hiệu tiếng Anh, anh em về nhà cố gắng dịch ra. Đây sẽ là mắt sườn à. Rồi, ghi nôm na như vậy cho dễ hiểu, đúng không? Khi mà chúng ta mở công tắc điện lên, nó mất toàn bộ hệ thống điện, thì chúng ta phải kiểm tra cục chỉ 15A, và chúng ta phải rút cục sạc ra, nối hai sợi dây này với nhau. Đây. Ok. Thì đương nhiên bật công tắc máy nó phải có điện, nếu không có điện nữa thì ổ khóa bị hư. Rồi, và tiếp tục con relay tắt máy này là relay gì? Con này hư, nó vẫn có bơm xăng, nhưng ở trên đồng hồ tắp lô và hệ thống đề mất hết, chúng ta không khởi động được, và đèn FI và đồng hồ tắp lô bị mất điện. Có nghĩa là sao? Nhưng vẫn có tiếng bơm xăng. Thì đương nhiên mở công tắc máy nó sẽ chia ra chặng 3. Một là đi đến relay, hai là nó sẽ cấp nguồn 12V toàn bộ vào IC. Đấy, chân số 1 để nuôi sống con IC này sống. Chân số 1. Đó, 12V cấp vào nó. Và đồng thời nó sẽ đi đến bơm xăng, mô bin sườn, vân vân. Nhưng tại sao đề không được? Bởi vì nó đang bị hư hoặc cháy cầu chỉ phụ. Thì đương nhiên nó sẽ chạy qua đây. Rồi, RI nó sẽ là đỏ sọc vàng. Rồi, qua cầu chỉ phụ nó sẽ là gì? Xong cuối cùng là gì? Nó mới đi tới công tắc phanh. Rồi, nó mới đi tới công tắc khởi động là nút đề. Xong nó mới gì? Cấp 12V đến chân số 29. Đây, nó xỉa như thế này. 12V nhá. Tới chân 29 thì lúc này chân 33 của IC nó sẽ cấp mát cho relay khởi động để đóng tiếp điện. Pích, nổ, không nổ thì chết relay hoặc đồng thời hư motor đề. Đúng không? Đấy, cho một chàng vỗ tay mạnh lên nếu giải thích cái sơ đồ này đúng. Sơ đồ này ấy, nó chẳng có cái gì cho anh em cả. Ở đây khi có ba con cảm biến nó khoanh vùng, khi đứt mát sẽ chất anh em ba lối 189. Đấy, ok. Đấy, nó khoanh vùng mà. Tại sao nó không báo thêm lối số 7? Lối số 7 được nắm cô lập riêng. Đấy giờ có khi mà mất cái nguồn 5V ấy, thì đương nhiên nó chỉ có nuôi cho cảm biến mát và TB thôi. IAT không có nguồn nuôi, bởi vì nó sẽ lấy là có mắt chung và dây tín hiệu về về đầu. Ê, chân số 14. Ê, ok. Thì ngày mai thì Tuấn sẽ làm một cái fanpage Facebook. Vừa rồi thì Tuấn không có chơi nhà hứng về cái fanpage. Thì ngày mai Tuấn sẽ gửi cho anh em đường link tất cả anh em truy cập đặc biệt khó khăn. Đấy, ok. Vài ngàn người để thì Tuấn chia sẻ cái sơ đồ mặt điện đúng hay là sai. Hy vọng con người thì Tuấn không dám nói là 100%, nhưng hy vọng nó sẽ chỉ sơ đồ mặt điện anh em đạt tới 95% tất cả sơ đồ mặt điện. Và kế tiếp nó sẽ chạy trên cái laptop. Đấy, anh em chỉ cần vào, có thể thì Tuấn phóng một phát ra 10 thằng điện Tuấn nằm ở một cái màn hình, chỉ cho anh em sơ đồ mặt điện kéo chuột chạy. Ok, được không? Báo FI kế tiếp nếu thì Tuấn này đạt tới cái ngưỡng để anh em ủng hộ. Và kế tiếp Tuấn thông báo này, anh em mua một quyển tài liệu, mua cái bộ giả lập điện Tuấn không cần bất kỳ một thiết bị máy nào trên thị trường, kiểm tra cả LED, kiểm tra cả bình điện. Tặng nhóm học online của Covid. Tài liệu thì phải có người hướng dẫn, phải có người diễn, có đạt hay là không. Đặc biệt cái trọng tâm trọng này, nó phải là đạt chuẩn chứ không phải Thì đầu tiên là cho tay ga thì Tuấn gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể anh em thợ máy trên tổ quốc Việt Nam. Chúc anh em và gia đình luôn luôn hạnh phúc. Chúc anh em luôn luôn kiếm được nhiều tiền cho cuộc sống này thành công hơn. Có nhiều người, mấy người nói điều đấy,
Ê, mình xin chào anh em nhé. Anh em hôm nay khỏe không? Anh em ăn cơm chưa? Ê, anh em ăn tối nay khỏe không? Hôm nay chúng ta kiếm được nhiều tiền không? Đó, nó lại là ha. Ê, vấn đề nó là chất giọng để một người diễn có tốt không? Chuẩn bị Covid, nhiều người đang dạy online miễn phí, nhưng miễn phí nó có giá miễn phí, thì anh em mua tài liệu, anh em mua bộ giỏ lọc kiểm tra led, nhắm mắt mở mắt ơ hết led này cháy rồi chị ơi, thay quả led chứ đừng có khui ra mà sửa. Sửa được có 300.000, bảo hành vỡ mồm. Đấy, anh em cảm thấy ok bổ cho quả sạch. Chỉ cần mua một bộ kiểm tra led ở cái mùa Covid này và bộ tài liệu nhé, thì đương nhiên sẽ một khóa học diễn cho vào 10 đêm. 10 đêm anh em chỉ cần học một ban nhỏ thôi, ngày mai kiếm ra ba bộ tài liệu, kiếm ra ba bộ kiểm tra lên, hứa luôn. Nhưng 10 đêm thì Tuấn không dám làm tới 100%, không dám làm tới 1%, nhưng nó chỉ là 80%. Nhưng ngày mai anh em chỉ cần xử lý một ban bận, cảm thấy cái đầu nó nhẹ tưng, như kiểu chúng ta mới xuống tóc đỡ phải gội đầu, cái đầu nó nhẹ. Ê, ngày mai gọi điện Tuấn ủng hộ thêm ba bộ tài liệu nữa, bởi vì Tuấn ơi, mày dạy hay quá, ngày nay anh kiếm cơm được. Ê, hoặc ngày mai mua cho một thùng nước nước khoáng Aquavina ship vào bên tỉnh. Tuấn ơi, anh tặng chú một thùng nước khoáng Aquavina. Ê, chú bỏ ở tủ lạnh ướp lạnh, chú uống để chú dạy các anh cho phê. Ê, cuộc đời chỉ là thế thôi. Ê, ok không? Thì Tuấn dám nói nhá, không tài giỏi, không dám nói tài, nhưng thiên hạ làm được, làm tay ga thì Tuấn này cũng làm được và có thể phải làm hơn trong kế tiếp. Đấy. Chuẩn bị anh em nào ủng hộ tôi không? Và riêng anh em cái nhóm K này ấy, K2 tính ra là K14 của 2021, tôi diễn cực đạt, thì anh em phải tặng quà. Chúng ta sẽ gặp nhau khoảng 10 đêm nữa. Chưa kể cái phút sang điện tử phải chỉ anh em cách kiếm tiền, khách hàng mang vào chúng ta phải tế nhị, phải nhìn khách như thế nào và người khách ấy có khó tính hay là dễ tính để chúng ta giao lưu và chúng ta tiếp xúc với khách hàng. Đấy, không phải là phun sang điện tử giỏi, không phải là một ông thầy giỏi làm con xe thành công, nó phải có một cái năng khiếu, nó như kiểu một con khiếu hót hoặc là một con chim chào mào hót hay là con sáo phải biết hót. Tay nghề phun sang điện tử giỏi chưa đủ, bởi vì chúng ta hơi tí này. Anh em hiểu không? Thì vứt bỏ. Một thằng sát thủ phun sang điện tử nó phải có chất giọng và cái đặc biệt cái chăm sóc khách hàng, tiếp xúc khách hàng phải nói làm sao, chứ không phải ra chị ơi lớp mỏ không thay tí nó nổ chập vỡ mồm, thì khách hàng chẳng khác gì bạn đang hù người ta. Giả lập led nhắm mắt cũng không kiểm tra được tất cả led nào. Ôi trời ơi, anh ơi, thay bộ nhau trên gì à? Tài cứ ngái sao? Ôi trời ơi, thế khách hàng bảo mày là con khỉ con, vậy bữa giờ mày không tắm à, mày bị ngứa à, mày đứng gần xa tao ra thì mày tao thấy mày cứ ngứa luôn rồi, mày mới tư vấn cho tao thay quả lốp mà tao thấy cứ mày lại thế này, xong lại thế này, lại thế này. Đó là một cái mà các bạn giỏi về phun sang điện tử, nhưng các bạn nói chuyện trực tiếp với khách hàng hoặc là một người bạn các bạn chưa đủ tự tin thì các bạn sẽ không bao giờ giàu được. Cuộc sống này kiếm tiền thì ai cũng kiếm được tiền, nhưng kiếm nhiều hay là kiếm ít, hay là kiếm làm sao cho nó nhẹ nhàng. Ê, anh nhớ không? Năm ngón tay không đều đâu, chứ không phải là các bạn nghĩ mẹ trên đời này cầm 4 5 cái bằng của tất cả những ông thầy ở trên Việt Nam này cung cấp cho các bạn, đã đào tạo hóa học phun sang điện tử, hóa đào tạo về sửa IC led em đã hoàn thành hoặc là hoàn tất chứng chỉ 7 năm sao. Ê, đó chỉ là con vẹt con. Anh em hiểu không? Học 3 ngày cũng có chứng chỉ kiểm tra led,
Ê, đạt tiêu chuẩn xuất sắc mẹ 4 sao với 5 sao, bởi vì Việt Nam này nó mới có khách sạn 5 sao thôi, chuẩn bị có 6 sao. Ơi, cô Phương Hằng vô mở thì các bố thầy cũng cấp cho anh em chứng chỉ 6 sao. Sao thì hôm nay chẳng có sao, hôm nay 17, không phải là rằm, không phải là mùng 1, không có sao. Nhiều anh em sáng cái bạn cũ ma dọa khỉ, ta đây thì học nơi này nơi kia phu sa điện tử nhưng ra gặp khách hàng đấy cứ nhiều như con khỉ gãi, cứ gãi xong rồi nghiêng ngả lắc cổ như kiểu mỏi cổ, sao sáng ngủ dậy không tập thể dục đi. Trên đời nó chỉ là như thế thôi. Ê, say rượu thì làm sao mà chỉ sơ đồ mặt tiền được Nguyễn Thư? Nếu ở trên Việt Nam này thằng nào uống bia ấy mà chỉ sơ đồ mặt tiền này nó chuẩn thì mày không cần chỉ luôn, đạt tới cảnh giới cao nhất 99%, nhưng làm nồi nó chỉ là 95%. Mẹ nói từ là gợn cho anh em thấy, anh em bỏ tiền Tuấn mời anh em tới bên tịt để chạy thử cái nồi mà gợn nhiều hay là gợn ít, nhưng tiền là phải xuống đấy. Ok, nó phải là chuẩn. Như vừa rồi kiểm tra con xe lít bằng ba bóng đèn sáng rực, một pha, hai pha, ba pha. Tại sao bóng đèn sáng? Chốt ban đi hả? Mời anh em tới đây. Nhưng ở trên mạng chỉ anh em ba pha test ở trạng thái bóng đèn cao áp là 100W, đúng không? Ba pha sáng đều nhau là IC sống. Thằng nào cũng bảo sống, sống ở chỗ mô, ở chỗ T. Làm cái nghề này phải phá xe nhiều, khách hàng mang vào nhiều, ban bằng ắt sẽ có tư duy tốt, hướng dẫn cho anh em. Thế thế thôi. Được không? Bọn thì chẳng ngán những cái phu sa điện tử. Riêng cái phòng cái dòng xe mô tô phân khối lớn thì Tuấn thua. Còn dỡ tớ mà cái tầm mà hát nó đổ lại ở trên Việt Nam này thì hầu như ban bằng nó chẳng là nghĩa địa gì luôn. Còn dám đảm bảo với anh em một điều đấy luôn. Sân chơi với thì Tuấn nhất đồ nhị nghề. Tuấn chấp với cái thằng mà đi bạn đi học về nhiều nhưng tiền không có. Thì làm sao sắm được đồ chơi và xe nhiều mà máy lấy đâu có? Thì các bạn có mà học hết cả Việt Nam này, nhưng về trong tay các bạn chỉ có khoảng 50 triệu năm hoặc là 100 triệu để đầu tư cửa hàng thì các bạn chưa khỏi là giỏi. Chẳng qua ba cái lý thuyết vẹn đây này, sơ đồ mặt điện này đọc phật phật, thế thằng này không học cũng đọc được sơ đồ mặt điện. Tuấn chúa ghét đọc sơ đồ mặt điện, nhưng chẳng qua Tuấn dạy cho anh em, Tuấn mới đọc để cho anh em hiểu. Ở trên Việt Nam này nhiều thầy bà vẽ mặt điện còn sai há mồm, Tuấn nói cho anh em biết gọi là từ sai há mồm luôn, nhưng vẫn diễn để cho anh em học sai be sai bét. Say thì không bao giờ đọc được sơ đồ mặt điện, ok, say thì không bao giờ mà vẽ được ra cho anh em là sai, b là đúng. Riêng thì Tuấn này uống có một nửa chén rượu vào nó cũng đỏ, nhưng nó phải là chuẩn. Uống một thùng bia thì nó phải là chuẩn. Chỉ có anh em ở Nam Định và những anh em ở Hà Nội hoặc anh em tới đây tiếp xúc với Tiến Tuấn mới biết không uống là không uống. Nhưng uống ấy có bia này nhá, mà để Tiến Tuấn say ấy thì chắc là nó hơi bị khó. Nhưng không bao giờ uống bia, nó phải đạt tới cảnh giới như kiểu FI ấy. Không để nó ăn. Ok, chào nhà xe Ngọc Văn. Ok, Mao đại ca, đúng rồi, Mao đại ca, chào nhà xe Ngọc Văn. Rồi, thời gian phát sóng tới đây cũng là 23 giờ đêm, cũng là thời gian khoảng 50 phút. Hy vọng Tuấn giữ được cái Facebook tay ga thì Tuấn cho nó bền bỉ một tí, cho nó khỏi chặn like. Thì Tuấn sẽ làm hết khả năng trên cộng đồng mạng cho anh em sơ đồ mặt điện cảm biến, chuẩn bị viết ra một tài liệu dài 100 trang. Có mà anh em rửa xe cũng làm được phụ sản điện tử. Được. Trừ khi những ban bạn nó cực nặng, còn cỡ cảm biến gấp, cảm biến nghiêng ngả rồi IAT hoặc là đo sạc đo đổ, anh em cứ nhìn vào tài liệu cầm đồng hồ lên nó vuốt đúng hay là sai, thấy bỏ mắt và xẻ. Chân chơi của Tiến Tuấn đang chuẩn bị nó sẽ nóng dần lên cho giới anh em sửa xe phụ sản điện tử. Kế tiếp hy vọng những anh em nào nghèo comment, Tuấn sẽ để bộ nhóm học online 100 người mùa Covid. Được chưa? Mùa Covid này ngày mai để Tuấn dạy xong cái khóa trực tiếp và online trực tuyến còn 10 đêm nữa,
và thì Tuấn phải nghỉ trong vòng khoảng một tuần. Tuấn sẽ công khai cho anh em một khóa học ưu đãi dành cho những anh em khó khăn 100 người. 100 người anh em bỏ ra có một 100 đồng, nó phải xứng đáng 100 đồng. Gọi là bỏ ra một xu thì nó phải kiếm được phải 1.000 xu. Đấy. Ở anh Vương Lê chưa chắc em ra Hà Nội anh ơi, nó đang bị Covid mà. Nó đang bị Covid ở Hà Nội thì em chưa ra Hà Nội được. Thì cũng có khoảng 15 người anh em hỏi em ở Hà Nội khi nào ra để đăng ký khóa học, thì hiện tại em cũng ra được. Rất mong nhà thông cảm, để cái Covid nó hạ xuống em sẽ ra Hà Nội, sẽ làm hai khóa Hà Nội, đặc biệt lần này nó phải chất lượng hơn nữa ở Hà Nội. Led chơi để bộ, nhắm mắt mở mắt, ê, cốt hay là phá sáng hay là cháy. Rồi clip livestream của em đến đây xin phép được tạm dừng. Chào tất cả anh lớn và tay ga Điện Tuấn, chào tất cả người anh em luôn đồng hành và theo dõi. Bây giờ cũng là 23 giờ đêm, Tuấn xin phép được nghỉ live, không làm phiền anh em nữa. Chúc toàn thể gia đình anh em đêm nay có một giấc ngủ ngon, mơ toàn giấc mơ đẹp. Ngày mai trúng số, đừng đắn đề, mua vé số trúng số, hoặc là nằm mơ ngày mai có 5 con xe vào phun nồi ở trạng thái gợn gợn đi trả vợ sau. Ngoài chúng ta làm được 95%, lấy 1 triệu một xe, 5 xe thì đương nhiên sẽ là 5 triệu. Mơ và ước, luôn luôn mơ và ước để chúng ta đạt tới cảnh giới ôm trong tay 10 tỷ. Tôi chúc tất cả anh em trong tương lai giới sửa xe, nghèo thì vươn lên 1 tỷ, giàu không phải đại gia nhá, sẽ ôm khoảng chừng đến tiền 10 tỷ. 10 tỷ chắc nhiều anh em trong này có rồi, nhưng Điện Tuấn mới có 1 tỷ, nó có đang còn thiếu 9 tỷ. Ok, 9 tỷ thì có vẻ là năm nay khoảng hơn 30 tuổi. Chắc hy vọng là trời cho phù hộ cho, chắc 60 tuổi sẽ có 10 tỷ nếu còn sống. Ok. Rồi, xin chào anh Thơ Hoài, chào toàn thể anh em thợ máy cầu đồng mạng luôn đồng hành và theo dõi phù hộ Tuấn trong thời gian rất ngắn, từ 2020 cho tới bây giờ cũng là đầu 2021. Rồi, tháng 5 dương lịch, tháng 4 âm lịch. Cảm ơn. Sẽ càng ngày Tuấn sẽ nổ rất cả nhiều văn vật hay hơn nữa, sẽ mua nhiều xe, tổng hợp xe về đây để đồng thời nghiên cứu, tiếp tục hướng dẫn cho anh em diện mục trời cực lớn tại tọa lạc Bình Định, tại sân bay Phú Cát Quy Nhơn. Bán kính thì Tuấn chạy xe máy đón anh em 15 phút chạy. Rồi, xin chào, bye bye nhá.